Anh em nào muốn mua nick Liên Quân Verified uy tín giá rẻ, thử vận may siêu hot vô cùng hấp dẫn chỉ với 10.000 đồng thì hãy ghé qua shop nbh.com nha. Hi, hello, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về thời tiết cũng như là các sự kiện vừa được diễn ra vào thứ bảy ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020 nhá. Vào hôm qua, ngày cuối cùng của tháng 7, các group, các diễn đàn Poke Đại Chiến đang có những cái tin tức cực kỳ là nóng hổi. Thế nên là anh em nào bi quan quá, các bạn bán áp giá thanh lý, giá cực kỳ rẻ thì anh em cứ inbox cho mình nhá. Mình thu mua tất, dù anh em có nói là game như thế này, game như thế nọ, game như thế kia thì các bạn cứ bán giá thanh lý đi. Bình thường áp các bạn bán tầm 1 triệu nhưng mà thanh lý các bạn bán tầm 200k. Bao nhiêu ác mình cũng mua, thì anh em yên tâm. Còn các bạn cứ hỏi về vấn đề là game như thế này, game như thế kia có đúng hay không á, thì mình cũng kệ, mình chả nói đâu. Mình biết thừa thông tin chính xác ở phiên bản Việt Nam nó như thế nào, nhưng mà mình cứ nói, tranh thủ phải kiếm mồi chứ. Rồi, còn về thời tiết của ngày hôm nay, đó chính là tuyết. Thời gian diễn ra vào hồi 19h28 đến 20h28 nha. Tuyết ở mấy cung cao cấp thì nghe có vẻ là không có con gì hot cho lắm. Đây, đó, thì đây, tuyết này, mấy cung cao cấp này, mấy cung thường này. Đó, thì nhiều anh em là bâng khuâng quá, anh em kêu gào quá, muốn bán nhanh để có thêm được một chút đồng tiền đi rủ người yêu uống trà sữa, chân châu, matcha hay là toko nhấp nhô từng nhịp thì các bạn inbox Facebook nhá. Link mình đặt ở phần mô tả dưới video ấy. Ấy thì bâng khuâng thế này đương nhiên rồi, giá thanh lý thì mình mới mua, giá như bình thường cơ bản thì thôi, chúng ta không thuộc về nhau đấy, tùy anh em thôi. Mình bao nhiêu ác được, 100 con ác mình ôm hết anh em ạ, cứ thoải mái đi. Và sau khi mình ôm được một đống ác nhất định thì lúc đấy mình sẽ đưa ra thông tin chính xác mà mình cập nhật được từ các admin nhá, của các phiên bản cho anh em coi. Ấy ơi ơi ai khôi phục tài nguyên này, reset tính cách này, quỹ tính giờ đây thì vẫn là con Granny Support thôi, để đổi đạo cụ kiếm này nạp 600 xu, tích nạp nhận tiền mỗi ngày về là có thể kiếm được mảnh em đó rồi, 4 ngày là có chọn bộ con Granny Support luôn, đỡ tốn kém hơn rất là nhiều, các bạn dùng rút đi 10 cao cấp kiểu đấy. Sự kiện này em đổi nhá. Không biết là đã có ai ở server Việt Nam sở hữu cho mình CVB Dynamax chưa ta? Tổng cộng là các bạn tốn 1.500 đèn bí đỏ khoảng tầm đấy đổ lại. Tùy vào các bạn còn nâng cấp mấy cái như kiểu là bí thuật các thứ hết, nâng cấp càng cao thì cái số lượng mảnh đi mắc nó yêu cầu càng ít đi. Đấy thì mắc là 1.500 mảnh, còn giảm thiểu xuống bao nhiêu thì tùy mỗi con ác, điều đấy là không rõ. Anh em mà có thì anh em tiến cấp rồi thì các bạn cũng nhắn tin luôn cho mình nhá, để mình thể hiện trình độ liếu liều lưỡi dài, làm clip review chơi chơi cho anh em, các người anh em thiện lành ở kênh YouTube coi cái chơi. Sát Tao này, Lucia này, Đắc Mitu này, Hồn Tâm này, đạo cụ dành cho Đắc Mitu này, sao ước phó bản, rồi thì là mấy cái đĩa đột phá skill, mấy cái đạo cụ Long Quang Valentine, mảnh thương, thẻ đột phá cũng như là thẻ gốm. Đó là event đổi. Về bàn quay ngày hôm nay đây vẫn là vậy thôi, bàn quay mảnh thường cũng đồ hôm nha, chắc chắn nó sẽ về mức thấp nhất. Đủ hôm nay nó lên được một chút đỉnh này, từ 50 mảnh nhảy lên thành 80 rồi, có được thêm 30 mảnh êm kẹo. Về shop quà đây, bán đạo cụ này, cái shop này bán nốt trong ngày hôm nay anh em nhé, các bạn tranh thủ nhá. Ngày mai tí nữa mình phải mua cái thể lực này là cái chắc rồi, bởi vì tại sao bởi vì hôm nay có event tiêu thể lực mấy bố ạ, lại có đá truyền rồi, ngon lành kinh đào đấy. Trước khi đến event thể lực thì chúng ta cứ đều điểm qua mọi thứ cho nó đúng quy trình. Nạp tiền xin quá hot nhá. Mắc mốc này, 7k kim cương, toàn đèn bí đỏ này, thẻ gộp cũng như là đĩa skill bí truyền, Jeep 10 đó chị em Randerus đó, thủ lĩnh của bộ ba nhà dòng họ chim cu cảnh bao gồm Landerus, Taurus và Thunderus này. Tiêu phí đây, mắc mốc là 10k kim cương rồi, quả VIP các thứ bỏ sau đây. Và đây skill vẫn tự lực nhá, bộ 5 đá truyền này, mình sẽ cố gắng cân tính toán đong đếm làm sao cho nó hợp lý, ăn full ngày hôm nay cũng như ăn full ngày mai. Vậy là trời ơi, cái truyền tẩy của con Zig này mình sẽ truyền qua cho em Black Q Ram anh em ơi.
Đáng nhẽ định truyền từ hôm qua nhưng mà không có đã truyền. Bây giờ cần hai viên truyền tẩy. Đầu tiên là mình sẽ truyền từ con Black này qua cho một con khác đã. Đây này, bởi vì 831 điểm đột phá nó cũng đâu phải ít đâu. Đó, sau đó mình sẽ truyền con Zeke qua cho Black. Vậy là team Wild Black Kyurem cũng khá có sát thương đến từ cả hai con Wild Black nhá. Meganet thì có này, Tem Ultra thì có Meganet và Ultra Sun đây này. Tem Lucia thì ở đây mình cũng sẽ làm lại set sen đỏ sấm sét cho Lucia. Mình thấy mặt sấm sét ngon hơn hộ hồ đấy. Sấm sét thì nó nổ phát nào đê mê lòng người phát đấy, sợ thật. Nó nổ một phát rồi, ôi kể cả đối phương có mặt sét hộ hồ thì cũng một quẹt là chết nhá, quá kinh tởm luôn. Ôi, và bây giờ đến chuyên mục tiêu thể lực nào. Mình đang tiểu lực mình mắc gộp con này rồi nhỉ, xem sao đã. Gộp 40 này, 40 này, 40 này. Tiếp theo đến gộp con Zeke hay là con Sun ta. Khá bâng khuâng nhỉ, thôi gộp con Sun đi. Con Sun bây giờ nó cũng đang khá là thấp, mới có gộp cộng 31. Tranh thủ đang có sự kiện như thế này, không ăn thì lại hơi phí. Cái khôi phục tài nguyên thì trước mắt là mình cứ để đây đã. Mình sẽ chưa ăn vội ở cái sự kiện khôi phục tài nguyên. Bởi vì tại sao cơ, để đó mai còn có để mà tiêu mà. Bánh thì mình hình như có nhiều không nhỉ, còn dư giả bánh không? Bánh mì hiện tại tôi thì nó cũng có 99 bánh rồi, thoải mái anh em ạ. Đây, nó bán thể lực này tội gì không mua, bánh cứ để sau này ăn. Cứ để hôm nay nó bán cái này thì mua đã, ngày mai nó có bán nữa đâu. Rồi mua luôn thế nào. Ôi ơi, 1110 ấy rồi ạ, đây 1120 rồi, 1150 rồi, còn thiếu cũng ấy cho nó tròn K2 khó ghê ta. 154 này, cứ kiểu lệch lạc lạc thế này, tức kẻ sát nó vậy. Tiếp tục quét tiếp. Cái anh em ăn sáng tới đâu rồi? Đã bao nhiêu người ăn full được even tiếp thể lực mốc mắc này đây, mình ăn mắc luôn nhá, chứ không phải đợi chờ vào khoảng thời gian như kiểu là đến 12 giờ trưa nhận thể lực, sau đó 6 giờ chiều và kèm với đấy là 9 giờ tối nhận tiếp thể lực, lúc đấy mình ăn full. Mình không làm như vậy, bởi vì mình cái mốc thể lực như đó thì mình sẽ để ngày mai ăn tiếp. Mình sẽ nhận thôi, nhận về để cho nó làm cái đạo cụ ấy, các thứ ấy, tích dần thể lực ngày mai ấy, chi tiêu cho nó hợp lý. Hôm nay ăn được 3k6 rồi này, dạ luôn này, full nhá. 3k6 thì mình thiếu tầm 900 thể lực nữa đúng không? 900 thể lực từ khoảng 30 bánh. 1 này, 2, 900 thể lực này, cứ bấm thoải mái đi. 30 bánh, 900 ăn nào. Mình còn dư được khoảng tầm 70 bánh. Ôi giời, dư rồi. Ok, vậy là đã ăn full even tiểu lực này. Sáng sớm vừa mở mắt ra đọc các comment, không đâu phải đọc comment mà từ hôm qua rồi thấy nhiều bố comment nó kiểu bâng khuâng đấy. Mình cứ bảo anh em có dự tính hay là lo lắng điều chi, suy nghĩ điều gì, bán giá thanh lý thì tôi mua tất nhỉ, mình ôm tất nhỉ. Lý do tại sao ôm thì mình cứ thích mình ôm ra, mình ôm về mình làm cảnh để cho đẹp cũng được, hỗ trợ giúp đỡ anh em đi được những đường quyền chất lượng. Ôi rồi sao con này nó lên gộp này sắp xỉ được gộp cộng 32 thôi, thiếu một tí nữa lựu đạn cho nó lên gộp 32 luôn nào. 7 cái này đủ không nhỉ, lên. Ui vẫn thiếu một tẹo nữa, cho săn lên 23 triệu đối chiến nào bố ơi. Làm gì lấy được chiến đấy nhỉ, thôi ở đây làm gì kệ xác đó ấy, ăn trọn rồi anh em ơi. 5 viên đá truyền nhá, đặc biệt là đá truyền trả buộc nhá. Ok này thì trói với trả buộc này, nhận hết, ôm kèo tất, không nói gì nhiều, ôm sạch sành xanh. Và hình như là cái trói buộc mình còn dư. Để tôi xem tình hình đã, mình còn dư của con nào không nhỉ, con xoan săn này của mình trói buộc bao nhiêu thêm một trói buộc. Ui con này cũng hơn 500 rồi. Còn Black Kyurem cộng hưởng thì trả buộc là nó cũng là rơi vào khoảng 300 đấy, 310 rồi, đâu thì nó thấp. Còn với con Zeke này trả buộc hơi thấp một chíu thôi. Logia cộng hưởng này, ai kết hợp cái bộ team này này hợp lý rồi này, bộ ba Ultra
có cái con nào đấy, con mình có, hình như mình còn một con cũng ở nữa phải không nhỉ? À, có con à, còn mấy con cũng ở nữa, Zik này, Zelra này, Jai Cao này, Coco cộng hưởng này, ba con cộng hưởng đấy cơ mà đang mất xó rồi, nguyên một cái team điện cộng hưởng. Sởi ôi đây, ba con địa cộng hưởng vứt, bây giờ vứt nó lỏng khỏm lỏng khỏm, lùi thủi đây bộ ba hình tam giác này, tam giác quỷ này, cuối cùng là đi quỷ thì chả thấy đâu, nhưng mà cô đơn thì thấy ngập mồm rồi. Và ok, clip này của mình cũng đến đây là kết thúc nha, hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo, bye bye.